Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 bài 143 luyện tập nhé. Để ủng hộ cho kênh Minh Hạnh thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh, chúng ta hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh. Bài số 1, tìm số có 2 tìm số biết rằng là tỉ số của hai số này là bằng 4/7. 4/7 tức là số bé sẽ là 4 phần và số lớn là 7 phần. Hiệu của hai số bằng 15. Đấy, yêu cầu tìm hai số. Vậy, Ken sẽ vẽ cho cô cái sơ đồ. Ta có sơ đồ. Sơ đồ ở đây thì chúng ta có số bé này và số lớn. Số bé ở đây là 4 phần và số lớn là 7 phần. Ta vẽ số phần này nó nhỏ ra một chút đi, vì đây những 7 phần cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần. Số bé 4 phần, số lớn 7 phần. Và hiệu tức là cái phần mà số lớn hơn số bé. Cái phần bằng nhau thì nó đến đây này, được chưa? Như vậy đây là cái phần hơn. Hơn này là hơn 15. Đấy, như vậy 15 này thì nó ứng với 3 phần, đúng không ạ? Hỏi là số bé bằng bao nhiêu và số lớn bằng bao nhiêu. Như vậy theo sơ đồ, thì hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau thì em lấy số phần của số lớn là 7 phần. Đây, lấy ở trên cái tỉ số này hoặc em nhìn theo sơ đồ cũng được. Đấy, thì em lấy 7 phần, em trừ đi 4 phần. Như vậy hiệu số phần ở đây là 3 phần. Số lớn sẽ hơn số bé 3 phần. Em đi tìm số bé. Bằng cách em lấy hiệu, em chia cho hiệu số phần. Rồi nhân với số phần của số bé. 15 chia cho 3 bằng 5, 5 x 4 20. Như vậy số bé ở đây bằng 20. Tìm được số bé rồi, số lớn hơn số bé 15. Như vậy chúng ta có số lớn là, kem lấy số bé, kem cộng thêm 15 thì sẽ ra số lớn. Như vậy số lớn ở đây sẽ bằng 35. Đáp số. Ta có số bé ở đây. Số bé là 20. Số lớn 35. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào vẫn chưa xong bài tập số 1 thì các con dừng lại một chút làm xong đã. Sang bài tập số 2, viết số thích hợp vào ô trống. Người ta cho hiệu, cho tỉ số. Như vậy ở đây các em sẽ tìm cái cột thứ nhất này. Số bé sẽ là 2 phần và số lớn là 3 phần. Như vậy chúng ta sẽ có hiệu số phần. Đây chúng ta đang nháp nhá. Hiệu số phần thì các em sẽ lấy số phần của số lớn, số phần lớn trừ đi số phần bé. Như vậy các em lấy 3 trừ đi 2 thì bằng 1 phần. 1 phần. Sau đó các em sẽ đi tìm số bé này. Các em lấy hiệu chia cho hiệu số phần. Rồi nhân với số phần của số bé. Số phần tức là số phần này. Nhân 2. Như vậy ở đây ta sẽ có là 23 chia 1 thì bằng 23, nhân với 2 lên bằng 46. Số bé bằng 46.
mà hiệu bằng 23, tức là số lớn hơn số bé 23. Như vậy số lớn thì các em sẽ lấy 46 kèm cộng với 23. Được chưa? Hiệu bằng 23 tức là số lớn hơn số bé 23. Biết được số bé rồi, kèm cộng 23 là số lớn. Số lớn ở đây sẽ là 69. Như vậy đây là cái cách để chúng ta điền ở cái cột đầu tiên. Kết quả số bé bằng 46 và số lớn là bằng 69. Đây sẽ là 46 này, 69 này. Tiếp theo 18. Hiệu bằng 18, tỷ số là 3/5. 3/5 tức là số bé 3 phần và số lớn 5 phần. Như vậy chúng ta có hiệu số phần. Hiệu số phần thì các em sẽ lấy số trong cái phần tỷ số này, các em lấy số lớn trừ đi số bé thì là hiệu số phần 2 phần. Rồi các em sẽ đi tìm số bé, lấy hiệu chia cho hiệu số phần. Hiệu là 18 chia hiệu số phần, nhân với số phần của số bé, tức là nhân 3. 18 chia 2 bằng 9, nhân 3 bằng 27. Biết được số bé rồi, hiệu bằng 18 tức là số lớn hơn số bé 18. Như vậy các em sẽ đi tìm số lớn bằng cách lấy số bé cộng với phần hiệu. Như vậy nó sẽ bằng 45. Như thế ở cột thứ 2 thì số bé sẽ bằng 27 và số lớn bằng 45. 27, 45. Đây, 27. Đây là 45. Tương tự, tỷ số là 3 và 7, tức là số bé 3 phần, số lớn 7 phần. Các em cũng đi tìm hiệu số phần. Hiệu số phần thì các em lấy 7, các em trừ đi 3. Như vậy hiệu số phần là bằng 4 phần. 4 phần. Đấy, trong khi đó hiệu bằng 56 thì các em sẽ đi tìm số bé này. Số bé thì các em lấy hiệu là 56, các em chia cho hiệu số phần. Nhân với số phần của số bé, tức là nhân 3 phần, số bé 3 phần. Chúng ta có 56 các em chia cho 4 thì sẽ bằng 14. 14 nhân với 3 bằng 42. Như vậy số bé bằng 42. Tìm được số bé rồi, muốn tìm số lớn thì các em lấy số bé các em cộng với hiệu, tức là cộng với 56. Như vậy số lớn sẽ bằng, các em lấy số bé này, các em cộng với hiệu thì sẽ ra số lớn 98. Như vậy ở cột thứ 3, số bé 42, số lớn 98. Các em điền kết quả vào. Bạn nào không biết cách làm thì hãy dừng lại một chút làm, nhìn kỹ cái phần cách làm này. Và ở đây các em sẽ điền 42 và 98. Tiếp theo, tỷ số ở đây là 5 chia 2. 5 chia 2 như vậy số lớn phải là 5 phần. Đấy, cái phần tỷ số, cái số phần lớn hơn thì nó sẽ là của số lớn nhé. Nhỏ hơn thì của số bé. Như vậy ở đây chúng ta có hiệu số phần. Thì các em cứ lấy cái số lớn trừ đi số bé. 5 trừ đi 2 bằng 3 phần. Bây giờ các em sẽ đi tìm số lớn là, hoặc số bé là thì cũng được nhá. Các em thích tìm số lớn trước hay số bé trước thì đều được cả. Các em lấy hiệu là 123. Các em chia cho hiệu số phần, nhân với số phần của số lớn, tức là nhân 5. Còn bạn nào muốn tìm đây là số bé thì lấy hiệu chia hiệu số phần rồi nhân với số phần của số bé. Đấy, đây cô tìm số lớn nên phải nhân với số phần của số lớn này. 123 các em chia cho 3 thì bằng 41. 41 nhân với 5 bằng 205. Như vậy số lớn sẽ bằng 205. Hiệu bằng 123, tức là số lớn hơn số bé 123. Như vậy muốn tìm số bé
Thì các em sẽ lấy số lớn, các em trừ đi 123. 205 trừ đi 123 thì sẽ bằng 82. Như vậy số bé ở đây 82, số lớn 205. 82 và 205. Cuối cùng hiệu bằng 108. Số lớn 7 phần, số bé 3 phần. Vì sao lại biết đây là số lớn đây số bé? Số phần lớn hơn thì nó ứng với số lớn và số phần bé hơn thì ứng với số bé. Như vậy chúng ta cũng đi tìm hiệu số phần. Hiệu số phần ở đây thì các em lấy 7, các em trừ đi 3. Hiệu số phần ở đây lại bằng 4 phần. Các em sẽ đi tìm số lớn hoặc là số bé. Bạn nào muốn đi tìm số bé trước cũng được. Thì các em lấy hiệu này, các em chia cho hiệu số phần này, rồi nhân với số phần của số bé, tức là nhân 3. 108 các em chia cho 4 thì bằng 27. 27 các em nhân 3 lên thì bằng 81. 81. Số bé bằng 81. Tìm số lớn thì các em lấy số bé cộng thêm 108. Như vậy số lớn này thì các em lấy số bé cộng với 108. Kết quả sẽ bằng 189. Như vậy ở ô này các em sẽ điền số bé 81, số lớn 189. Như thế chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Bạn nào vẫn chưa xong cái bài này, các em hãy dừng lại một chút làm cho xong đã. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập số 3. Diện tích một hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là 36 m². Tính diện tích mỗi hình, biết diện tích hình vuông bằng 3/5 diện tích hình chữ nhật. Như vậy diện tích hình vuông sẽ bằng 3 phần, diện tích hình chữ nhật là 5 phần và hiệu của nó bằng 36. Như vậy chúng ta sẽ có hình vuông. Các em sẽ vẽ một cái sơ đồ như sau. Đây là hình vuông. Bên này là chúng ta có hình chữ nhật. Hình vuông ở đây bằng 3 phần. Hình chữ nhật 5 phần. Đây, cái phần đến đây là bằng nhau đúng không ạ? Nó hơn đây này, hình chữ nhật hơn hình vuông 36 này. 36 m². Đây là phần hơn. Hỏi hình vuông có diện tích bao nhiêu? Hình chữ nhật này có diện tích bằng bao nhiêu? Đây là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ. Các em sẽ đi tìm hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần thì các em lấy số phần của hình chữ nhật trừ đi số phần hình vuông. Như vậy đây là 2 phần. Đấy. Còn hình chữ nhật hơn hình vuông 2 phần. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm diện tích hình vuông. Tìm diện tích hình vuông thì các em lấy hiệu này. Các em chia cho hiệu số phần để ra một phần này. Rồi các em nhân với số phần của hình vuông ở đây là nhân 3. 36 chia 2 bằng 18. 18 nhân 3 thì bằng 54. Đơn vị mét vuông.
hình chữ nhật hơn hình vuông 36. Như vậy diện tích hình chữ nhật em sẽ lấy diện tích hình vuông, em cộng thêm 36 nữa. 54 cộng 36 thì sẽ bằng 90. Đơn vị cũng là mét vuông. Đáp số. Diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông là 54 mét vuông. Diện tích hình chữ nhật. Trên đây là chúng ta đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài 143 trong vở bài tập tại lớp 4. Đều ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.